Tôi chỉ muốn nhắc tất cả quý vị hãy tỏ lòng biết ơn tới các hội đồng nguyên thủy hùng mạnh khoan dung. Mighty, merciful councils. Các hội đồng Eosku hùng mạnh khoan dung về sự gia trì của các ngài cho địa cầu để tiếp tục duy trì địa cầu tới khi chúng ta tìm được giải pháp tốt hơn, nếu chúng ta muốn tìm, tới khi con người thức tỉnh hơn. Tôi hy vọng địa cầu sẽ tiếp tục, nhưng dù sao cũng cảm ơn các ngài. Cảm tạ lực lượng nguyên thủy của Thượng Đế, lực lượng nguyên thủy vũ trụ, lực lượng Eosku và đặc biệt các hội đồng Eosku hùng mạnh khoan dung. Cảm ơn các ngài. Thế thôi, đừng quên. Đừng quên vũ trụ nguyên thủy. Vì họ rất hùng mạnh, thật sự hùng mạnh. Thậm chí tất cả những bữa nói chuyện này cũng đều từ thế giới bóng. Không phải chúng ta không biết ơn họ, nhưng họ ở các cõi giới khác. Được rồi, tôi cảm ơn vũ trụ mỗi ngày, vũ trụ nguyên thủy, lực lượng nguyên thủy của Thượng Đế, lực lượng nguyên thủy vũ trụ và hội đồng Eosku. Cảm ơn các ngài. Được rồi, vậy tốt, chúng ta cảm ơn họ. Vì không có lực lượng nào khác có thể cứu địa cầu ngay bây giờ cho đến nay. Chỉ có lực lượng này mới có thể. Cảm ơn các ngài.